Mai xin chào buổi sáng mọi người đã quay trở lại với kênh của Mai nha. Sáng nay thì mọi người thấy Mai đang ngồi ở ngoài cái chỗ Mai trồng mấy cái bông nè. Mọi người biết cái này là bông gì không? Ở đây là mấy cây bông này là bông ly. Đây, trời ơi nó ra nụ rồi nè. Mới cái bay lớn mà ra nụ rồi nha. Có cao có tầm một gang à, một gang rưỡi nha mọi người. Nhưng mà đã ra nụ rồi. Mai hình như này Mai trồng hơi sớm rồi mọi người à. Còn 2 tháng nữa mới tới Tết nhưng mà Mai trồng. Mai trồng cái này là ăn tết tây á mọi người. Đây năm nay Mai trồng sớm nha, năm ngoái thì Mai trồng trễ không kịp ăn tết ta của mình, nhưng mà năm nay thì Mai lại trồng sớm hơn nữa, ra nụ hết trơn luôn rồi. Mấy cái này toàn bộ là Mai trồng bông ly mọi người. Sau lưng Mai đây có cái ớt nữa. Sáng nay thì Mai dậy sớm, bây giờ mới là 6 giờ mấy thôi, tranh thủ một lát thì Mai sẽ xuống dưới nhà bà nội ha. Bà nội có mừng sẵn 2 con gà cho Mai, kêu là xuống đó làm món cháo gà bóp gọi mọi người. Cho nên là sáng nay Mai có rượu thêm bé Trâm Hiền nữa. Bà ngoại thì một lát với bà Bảo thì chắc không có đi. Bà ngoại không có ăn thịt gà mọi người, thành ra là không có đi. Cho nên là ở nhà trong bà Bảo cho nó khỏe, chứ bà Bảo đi xuống đó nhiều khi phá rồi không có quay được gì hết á. Bây giờ Mai cho mọi người xem kỹ mấy cái bông của Mai nha. Nó ra nụ hết trơn luôn rồi. Đây. Ôi một cây nó ra tận 2 cái nụ luôn mọi người. Một chậu vậy á Mai trồng tầm là 3 cây bông ly. Đây. Cây này đã ra nụ rồi. Một cái nụ nè. 2 cái, cây này có tận 2 cái nụ luôn mọi người. 2 nụ luôn. Cây này là Mai trồng cũng 3 cây nè. Ôi cái cây này nó chưa lên được. Nó mới lú à. Cây này mới vừa lú lên rồi nè. Đây, cây này có 2 nụ luôn. Wow, mấy cái này ra sớm rồi. Mai nghĩ là chắc này ăn tết tây rồi mọi người ơi, không ăn tết ta mình kịp rồi. Ôi quá trời nụ luôn nha. Đây, trời ơi đã chưa. 2 nụ không luôn nè. Trời ơi, cái này chuẩn bị bứt bông luôn rồi nè. Quá trời đẹp luôn. Mai trồng ở đây không biết bao nhiêu chậu nữa, nhưng mà cũng nhiều nha. Đầu kia là Mai ươm cái hạt giống cây hướng dương của mọi người. Ươm để cái hoa hướng dương á, Mai nghĩ thì trồng ăn tết ta của mình kịp, còn là mấy cái bông ly này á là ăn tết tây rồi, không có kịp tết ta của mình rồi. Ở đây thì Mai trồng không biết bao nhiêu chậu nữa. Năm nay thì trồng hơi sớm nha, năm ngoái trồng trễ, Mai sợ là không kịp ăn tết, thành ra năm nay trồng sớm, sớm thì lại sớm quá luôn rồi. Đây còn bà Bảo với bà Bối đây nè. Bảo ơi sáng sớm ra phá rồi kìa. Bà Bối kìa. Bối ơi, Bối chào ông bà cô chú hay con. Ở đây thì là cây quýt của Mai nè, cái tắc nha. Ở dưới miền Tây Mai nghe nói người ta kêu là cây hạnh, trái hạnh đó mọi người. Đây, rất là nhiều trái luôn. Chùm nào cũng có trái hết á. Nhìn nó sơ sài vậy thôi chứ nhưng mà nhiều trái lắm nha. Quá trời trái luôn. Còn bên hông đây là cây cốc của Mai nè. Cái cốc thì mọi người đã biết rồi. Nó ra trái suốt à, không bao giờ mà không có trái hết á. Đây, ra trái nhỏ nhỏ nữa nè. Còn đây là cái chùm lớn nè. Đã chưa? Mọi người nào muốn ăn cốc Thái trồng làm kiện á, cứ trồng một cây giống như Mai làm kiện, vừa có trái ăn mà vừa đẹp nữa. Đây đã chưa, quá trời luôn, xum xê trái luôn, ăn không hết luôn, riết Mai không muốn ăn luôn mọi người. Nó nhiều trái quá thành ra không muốn ăn luôn, không biết làm món gì để ăn luôn. Ăn chân gà trộn cốc non hoài á, thì cũng ngán. Mọi người có món gì ngon ngon chỉ cho Mai để Mai làm ở nhà ăn nha. Đây chùm này nè, trời ơi trái bự chưa, quá trời đã luôn. Bên đây nữa, nói chung là cái cành nào nó ra cành á là đều có trái hết nha. Đây có cái cành nhỏ nhỏ này nè, nó ra mà cũng quá trời trái luôn nè. Đậu mấy cái trái cỡ vậy là đậu hết nha. Ôi Mai mới vừa đụng nó gậy, mấy trái cỡ vậy là đậu hết trơn luôn rồi đó. Đây quá trời trái luôn. Bây giờ thôi Mai tranh thủ chở bố Bối đi xuống dưới ha. Trước cửa nhà Mai đây á thì có một vàng bông. Mọi người biết bông này là bông gì không? Đây là cái cây bông, bông này bông gì Mai cũng quên mất tiêu luôn rồi. Bông gì nhưng mà nó thơm lắm nha. Được rồi thì Mai nhớ cái tên tự nhiên cái quên, quay cái quên ngang xương luôn à. Bối ơi lại đây mẹ chụp hình cho nè. Quá trời đẹp luôn rồi. Đây đây, đứng ở đây mẹ chụp hình cho. Đây đây nè. Em ơi, không có đi nha. Bối đứng này. Wow, rồi bối nhìn lên. Chào bà cô chú nè. Đẹp với ta, mọi người coi nè. Trồng cái này nó leo cái hàng rào á, ra bông suốt rồi mọi người. Hy vọng là Tết nó ra bông nữa. Wow, nó nằm múc ở trong kia nó cũng ra một chùm bông luôn kìa. Nó leo đây, khắp nơi luôn. Mọi người thấy đẹp chưa, chụp hình rất là đẹp nha.
Mới cười lên nè, mới đứng đây. Đứng đây chụp hình. Rồi đứng này rồi, bà bảo nè. Cười lên. Trời ơi, rất kia đẹp luôn mọi người. Cái này là cái vàng bông của cái nhà cũ này nè mọi người. Hồi đó họ để lại á. Xong cái mai chừa một cây ra. Đến bây giờ nó leo tùm bông khắp nơi. Còn đây là chiếc xe tải của vợ chồng Mai mới mua nè. Mọi người hỏi sao là không mua xe bán tải. Thật ra thì xe bán tải nếu mà xe cũ á, thì cũng tầm đâu đó 300-400-500 rồi mọi người. Cho nên là giá tiền nó hơi cao. Vợ chồng Mai thì không có khả năng mua đến cao vậy. Cho nên là quyết định là sẽ mua chiếc xe tải này. Xe tải này thì là xe tải cũ mọi người. Giá nó cũng không có cái mắc đâu. Thành ra vừa túi tiền với vợ chồng Mai cho nên là mới mua. Bố bối ơi, mày mở cho con lên chơi nha. Cho con lên ngồi tí xíu nha. Rồi, bố lên. Đó. Đây, bố bối đã lên ngồi nha. À, mọi người bữa hỏi sao là Mai ngồi xe thì không có say. Thực ra thì xe tải á, nó không giống như xe hơi đâu mọi người. Xe hơi thì nó khác nha. Xe hơi nó say nha. Xe tải thì nó không có mùi nặng. Cứ xe nào mà không có mùi nặng á, thì Mai không có say xe. Xe có mùi nặng quá thì mới say nha. Mai nghĩ sắp tới sang năm á, thì Mai sẽ cố gắng là sẽ đi học bằng lái xe nha. Để nhiều khi đi đâu có muốn sau này mà có tiền, khả năng vợ chồng Mai có tiền thì mua chiếc xe nào, xe hơi nào đó để mình chở con cái đi đây đi kia chơi. Rồi đôi khi Mai cũng anh Sang không được tạnh thì Mai sẽ tự chạy luôn. À coi bà bảo kìa, thích không? Bố thích không? Thích không? Thích hả? chiều nay kêu bố, kêu ba chở bố đi vòng vòng nha. Từ lúc mà mua chiếc xe này nè, cứ chiều nào cũng phải bắt ba chở đi vòng vòng hết. Nhưng mà chạy xe này chở đi vòng vòng thì cũng rất là ngại. Bởi vì người ta nhìn vô người ta kêu là giống như nhà mình mới bắt đầu có xe mình ham vậy đó. Mình chạy xe tải đi, người ta thì khoe xe hơi, mình thì khoe chiếc xe tải. Còn bà Bảo, okay, bà Bảo khoái lắm. Bảo ơi, Bảo có thích không? Mỗi lần mở xe là nó phải leo lên. Bố đừng có đạp nó con ơi. Con mà đạp một cái mẹ không có biết đâu nha. Hình như là phải bỏ cái chìa khóa này vô vặn lên mới đạp được hay sao nè. Đâu có đâu. Đúng rồi. Vặn, phải nhét chìa khóa lên xong rồi vặn lên. Rồi mới bắt đầu đề. Vặn lên là nó tự đề à. Mẹ thấy anh Sang gắn vô vậy đó. Xe tải này thì mọi người hỏi là nó bao nhiêu tấn. Thì chưa tới 1 tấn đâu mọi người. Xe cũ của người ta. Đây. Đằng trước xe nè. Xe này mới mua đây được có mấy tháng à. Hôm bữa có quay một lần cho mọi người xem. Rồi được chưa? Ngồi được chưa? Thích chưa? Thích chưa? Bây giờ mình đi xuống nha. Thích chưa? Chưa đã nữa hả? Đã chưa? Đi, đi mình đi xuống nha. Không hả? Thôi cho bố ngồi đây chơi tí xíu nha. Xong rồi tranh thủ đi xuống với bà nội. Nãy giờ là Mai cũng đã xuống tới nhà bà nội rồi mọi người. Khi xuống tới nhà bà nội thì thấy bà nội đã làm sạch 2 con gà cho Mai. Để sẵn đây rồi mọi người. 2 con gà đó là đã làm sạch sẽ hết rồi. Mai có mua ở đây là một chút xíu rau răm. Rau này để mình bóp gọi nha. Với cà rốt nè. Rồi thêm một quả bắp cải tím nữa. Đây. Một lát thì chị em Mai sẽ đi lấy rổ đi. Bây giờ mình sẽ đi xuống sau. Mình đi hái rau càng cua. Lấy dao nữa. Mình đi chặt một cây chuối luôn. Này có thêm chăm nữa. Tại vì chăm nhà xa, lâu lâu thì mới rủ đi lần. Ôi, này có trái đu đủ chín nữa nè. Hôm bữa mới hái 2 trái rồi mọi người. Đây chín rồi đó. Một lát bắt thang lên đi hái nữa. Đây đi thẳng xuống dưới kia đâu. Đi vòng bìa bên này nè. Ở đây là cái cây đu đủ đực của bà nội. Mọi người thấy không? Cây đu đủ đực này nó nhỏ xíu xíu à. Đợt tới khi nào mà có mực ong mọi người, Mai sẽ hái ngâm mực ong cho mọi người coi. Ăn ngon lắm luôn á. Ăn nó không có bị đắng nha. Cái này xào ăn cũng được luôn nè. Chị Mai bữa nào chị em mình làm nha đam ăn đi. Ừ nha đam quá trời luôn nè. Cây này là cây gì ta? Giống cây sung ta. Cây gì mà bà nội chừa ra tươi tốt chứ trời. À, đi xuống rẫy nhà bà nội Mai phát hiện đây có một cây này là cây thu lù. Mọi người có nhớ là đợt hồi đó Mai còn ở nhà cũ đây nè. Mai có hái cái cây này nè. Mai hái được một mâm rất là to luôn nha. Đây mấy trái này chín rồi nè. Ngon lắm luôn á. Chua. Chua hả? Chua. Ăn nhanh à. Đây đã chưa. Mời mọi người nha.
chua. Chua chua và ngọt mà ngon nha. Lâu lắm rồi mới ăn cái này luôn á. Quá trời trái luôn ha. Rồi xum xê luôn. Đợt rồi mọi người cứ hỏi Mai là chặt cái cây này nè, bán cho mọi người làm thuốc á. Mà không biết này làm thuốc gì nữa. Ngon. Mấy đứa này chành nhau nó hái nè. Lâu lâu mới thấy được cây này đúng không? Đúng. Bây giờ mấy cái rẫy chỗ người ta hiếm khi có cái cây này lắm. Tại vì người ta xịt thuốc nhiều quá. Nó chết hết trơn à. Đây còn đựng trái nè. Đây nè Hiền, trái dưới này có trái nè. Ngon quá. Đây nè. Ăn ghiền ha. Tới nhổ lên cây lên luôn. Thôi để chó chín đi, còn quá trời trái luôn nè. Đây. Đi nãy giờ thì Mai mới phát hiện đây được một bụi cây này rau càng cua nha. Cái này thì nó còn non mọi người. Mấy cái kia là Mai thấy nó già. Lựa nãy giờ luôn á. Mới lựa được nhiêu đây nè. Hiền ngắt cái nào non non. Bên kia có bụi củ chăm nữa kìa. Bụi đó cũng non ha. Dạ. Lấy cái nào non non thôi, đúng rồi đó. Ngắt trên này thôi. Đây nè. Đây. Mấy cái này một lát về cho mấy đứa còn ngắt cái bông nó nữa. Cái bông của nó ăn không có ngon mọi người. Hôm bữa Mai thấy anh Sang á, nhổ cả bụi luôn, non lắm nha. Hình như là đợt đó anh Sang hái nó non hay sao á, đợt này già rồi. Đi tìm chỗ khác nữa. Bên hông bên này nè, đây có một bụi nữa. Mấy cái này mọc tứ lưa hết mọi người. Cái này nó tự mọc hay là có hạt nó mới lên chị? Tự mọc á, hình như có hạt hay sao á. Nó ra kiểu như là cái bông của nó nè. Nè, hạt nó nè. Đúng rồi, cái bông của nó khô đi, xong nó rụng xuống, nó lên. Lấy cái nào non non thôi. Đó. Một lát bóp gọi ngon lắm. Đó. Chăm đựng bụi nữa kìa. Ôi bên kia đựng chùm nữa kìa. Cứ một chùm lẹ 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 vậy nè. Thì nó sẽ non nha. Ui cái này bao non luôn nè. Cái này mà nhổ nguyên bụi lên luôn. Đây. Đã chưa? Chăm ơi. Lấy dao cắt đi. Hiền ngắt đi Hiền. Ngắt đi. Coi chừng cắt chúng tay nha. Đó. Rồi. Đã ha. Nó mọc như vậy hình như là nó ngon, nó non hơn mấy cái kia. Nhìn tìm coi. Ôi, trái mít này chín nè. Chín như ta. Ôi mà sao thấy này. Mới đầu mà nhìn mà thấy nó chín, tưởng nó chín. Chưa, nó còn cứng. Ờ nó còn cứng. Ôi, quá trời luôn nè. Quá trời luôn. Mấy cái này già. Đây là cái bụi non thiệt là non luôn, cái cây của nó nè. Nhỏ cả cái cây luôn nha. Mọi người nào mà thích ăn rau càng cua á, chủng mì tôm này kia cũng ngon nữa. Nguyên một cây luôn nè. Càng cua dễ mọc đó. Ôi, non ha. Ôi trời ơi, nguyên bụi non luôn nè. Nè. Cái nào non á, nhổ nguyên cây luôn. Mấy cái này lá nó cũng non nè, nhưng mà lá nó nhỏ ha. Dạ. Chăm. Ôi mới hái để tí xíu thôi mà nhiều rồi nè. À, bóp ra nó teo lại á. Ờ mà bóp ra nó teo lại. Mà còn rau răm bắp cải này kia nữa. Kệ, đi hái nhiều nhiều lên làm một mâm luôn ăn cho đã. Mấy đứa có thích ăn rau đèo? Có. Chăm ăn qua chứ Chăm? Ăn rồi nhưng mà lâu lâu mới ăn. Lâu lâu mới ăn hả? Nhưng mà có thích rau này không? Không. Không hả? Nhưng mà rau này Mai thích nha, Hiền thích không Hiền? Có, rau này ăn ngon lắm. Hiền như là nó khoái khẩu với Mai gì nè. Mai thích món nào là không thích món đây đó. Đây là thành quả nãy giờ chị em Mai đã hái được một rổ rau càng cua nha. Xong rồi tiếp theo đi tới đây là thấy một cây chuối. Mình sẽ đốn một cây chuối nha. Đốn cây nào nhỏ nhỏ vừa vừa thôi Chăm ơi. Ở đây nó có bắp chuối nữa nè. Nhưng mà bắp mình còn nhỏ á. Bên hông bên này có một cây chuối, có một nải chuối nữa. Rồi chặt cái khúc kia luôn, lấy cái khúc vừa vừa thôi. Chặt nữa. Coi chừng trúng tay nha. Rồi đó, được một cây chuối nè. Bây giờ mình đem vô nha. Đây là nguyên liệu để mình trộn gỏi gà đó. Ở dưới quê có gì là mình trộn đấy mọi người. Mình bóp gọi. Nguyên liệu mình trộn gọi gà này kia là chỉ có ra vườn kiếm một tí xíu là xong rồi. Bây giờ mình đi vô nhà, bắt đầu bắt bếp lên để mình luộc con gà nấu cháo ha. Chị em Mai là cũng đã đi hái rau càng cua với lại là cái chuối về rồi mọi người. Bây giờ Chăm với Hiền là sẽ lặt cái bông nha. Lặt cái bông nó đi. Xong rồi ngắt nó ra, ngắt ra làm hai gì đó
để mình trộn gỏi. Nhớ nha, lật cái bông nó lật sát sát xuống nha. Tại vì cái bông nó ăn không ăn cũng được nhưng mà nó không có ngon. Chịu khó mình lật đi cái bông đó. Tại vì cái bông của nó hơi già, cái hột nhiều mọi người. Ăn vô bụng mà cái nó mọc cây lên luôn. Bây giờ là Mai cắt cây chuối, Mai bào mỏng ra mọi người. Đây, cây chuối thì nãy Trâm cũng đã lột phụ Mai rồi. Cái này là mình lột cái lấy cái phần non thôi, phần già chơi mình không có lấy. Ê, sao còn thấy già Trâm ơi? Sao cắt còn thấy già? Hay là lột thêm một lớp ta? Cắt lột thêm một lớp ha. Lấy phần non thiệt non thôi. Wow, lấy cái này thôi ha. Này mà đúng là non non rồi ha. Khúc này Trâm lột chưa non nữa. Cắt làm sao cho nó mỏng nhất có thể. Cái nãy tính là lấy chấm thớt, nhưng mà sợ khi mình cắt nó không được đều, mình lấy cái bào nó mỏng hơn. Cái này trộn gọi ngon lắm nè. Mà nội mừng tới hai con gà luôn mọi người. Hai con gà mái. Bà nội nay đang đám cưới rồi. Tầm 1 giờ chiều bà nội mới về. Nó bối thì Mai cho nằm ở trong coi điện thoại mọi người. Ra ngoài này nó phá lắm. Bà Bảo thì khỏi nói rồi, nay bà Bảo ở nhà. Cho nên là mới yên ổn được. Tranh thủ chị em Mai bào xong cái này rửa sạch sẽ hết. Bắt đầu thì mới bắt gà lên nấu. Nấu sao mà canh thời gian nấu mà vừa tới 1 giờ chiều bà nội về là dọn ra ăn là vừa. Bà nội đi ăn đám cưới. No rồi không biết về có ăn cháo gà nổi không. Sau khi bào xong cái mớ bắp chuối Mai để đây ngâm nha. Cho nó ra hết ba cái nhựa chuối và lại nó bớt chát không mọi người. Thì tiếp theo là Mai sẽ cắt tới đây là bắp cải tím nha. Bắp cải tím này nó giúp cho cái phần gỏi của mình nó ngon hơn, với lại nó tạo cho cái màu đẹp hơn nữa. Mai thích cái bắp cải tím này đem đi trộn gỏi lắm nè. Tím liệm luôn. Bắp cải này là chỉ có trên Đà Lạt mới có thôi. Lâu lâu ở đây mới có bán một lần nha. Không phải lúc nào cũng có bán đâu. Kiểu như lâu lâu người ta mới lấy về lần. Wow. Cho nó tím. Cái này ăn ăn gì? Mì cay. Đúng rồi đó. Ăn mì cay. Mì cay là phải có cái bắp cải tím này nha. Nhớ mì cay của mình làm không? Cũng có đó. Giờ Mai lấy cái này Mai bào. Bào cho nó mọc ra. Hôm nay trộn gỏi của Mai á hơi bị nhiều rau luôn. Nào là rau càng cua, bắp cải, cà rốt, rồi bắp chuối, chuối, thân cây chuối, rau răm. Mai tranh thủ bào xong cái này xong rồi đến bào của cà rốt. Đây là toàn bộ những nguyên liệu Mai chuẩn bị để một lát bóp gọi gà nè. Đây là rau càng cua, đây rau răm, còn đây là nước mắm. Nước mắm tỏi ớt, một lát thì Mai nêm thêm một tí xíu nước lọc nữa mọi người. Ở đây là đậu phộng để mình rắc lên sau khi trộn xong á. Đây là bắp cải, chuối. Bắp chuối sau khi Mai cắt ra được có tí xíu mọi người. Kể nó, cho nó có thêm một miếng bắp chuối ăn cho ngon. Còn đây là cà rốt nè. Đó, chuẩn bị sẵn hết rồi. Giờ là cho bé Trâm nhóm lửa. Xong bắt đầu bắt nồi cháo lên, bỏ gà vô luộc này kia. Đợi gà chín rồi bắt đầu mình sẽ bóp gọi ha. Còn đây nè, bố bối. Bố làm gì vậy con? Làm gì vậy? Bố hôm nay đi xuống đây chơi, không ai chơi hết á, ngồi chơi một mình nè. Con nội chưa trái không? Bà nội đi đám cưới rồi. Bà nội đi đám cưới hả? Một lát bà nội về bà nội chơi với bố nha. Bố ngồi đây nha, ngồi đây đợi mẹ làm nha. Đây là hai con gà mà Mai cũng đã rửa sạch sẽ xong hết rồi. Bây giờ là mình bắt nồi nước lên, bắt đầu cho gà vô nha. Tại vì là khi mà gà nó chín á, Mai vớt gà ra. Xong rồi Mai mới cho gạo vô sau, một lát Mai ăn gạo nữa. Rồi Mai cho hai con gà vô tiếp ha. Bà nội mừng gì đâu mà tới hai con luôn. Tại vì là Mai nói có bé Trâm với Hiền á, thành ra bà nội sợ ít á. Giống đợt hôm bữa nấu cà ri á mọi người, có cả anh Sang xuống nữa, nhưng mà bữa hôm đó không biết á, thành ra bà nội mừng có một con à, rồi mọi người nói quá trời nói luôn, thành ra hôm nay bà nội mừng thêm hai con luôn nè. Đó, vừa đủ luôn, cái nồi này vừa y luôn ta. Mày cho hết mấy cái gan gà vô. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại nha, chờ cho gà nó chín nha.
cây nào mà gà nó chín nó bắt đầu mai mới phớt lên cho gạo vô. Gà nãy giờ là mai luộc đã chín rồi mọi người. Rồi bây giờ mai sẽ gấp ra nha. Rồi mai xăm vô, con gà nó mềm luôn, cẩn thận để bị nóng. Vớt gà lên xong hết rồi bắt đầu mình mới cho gạo vô ha. Con này mập rồi ha. Cái da nó bóng lượn luôn. Cái trứng nằm dưới đây hả? Rớt một cái nữa. Mày gấp mấy cái chân gà này kia ra hết, xong rồi bộ gạo vô. Nè Trâm ơi, bưng ra. Rồi bây giờ mai sẽ cho gạo nha. Gạo này khi nãy thì mới ra rửa sạch sẽ đúng không ạ? Mình sẽ cho cái phần gạo này vô. Cho gạo vô á là mình sẽ đậy nắp lại để nấu tầm một lát. Khi nào gạo nó nở chín nó bắt đầu mai mới nêm nếm rồi cho hành lá ra, cho hành lá vào. Bây giờ là mai đợi cho gà nó nguội xong rồi mình xé gà ra bắt đầu mình bóp loại ha. Hai con gà nãy giờ là cũng nguội rồi. Giờ mai xé ra nha. Ôi Trâm ơi, đi lấy cái tô của bố bối lại á. Chị xé cái đùi ra cho bố bối. Wow. Rồi cái đùi nè đã chưa? Để cho bố bối cái đùi này tại vì là mai trộn với nước mắm cay á, sợ bố bối ăn không được. Ôi cho nó còn nóng. Cái con gà bên này nè, nó mập hơn con bên này. Ôi trời ơi, nó nóng. Da nó vẫn còn nước nha. Ôi, da nó nhiều mỡ ha. Con gà này nó mập hơn nè. Wow, trời ơi, mỡ không luôn nè. Mỡ nó dính ở trên cái đùi gà. Đi coi cái nồi cháo kính chưa? Để thôi nó bị khét á. Mai bóp gọi để Trâm nó canh cái nồi cháo. Gà này nó còn hơi nóng một tí xíu nè. Xé từ từ nóng quay ra. Thịt gà Mai cũng đã xé xong rồi nha. Đây là rau càng cua. Cái này hơi nhiều ha. Hơi nhiều á. Đây. Này là rau răm nha. Mai cho rau răm vô nè. Rau răm cho vô thì nó thơm. Rồi cho đây là cà rốt. Ôi rớt. Mai cho hết vô rồi bắt đầu mới trộn. Đây là rau càng cua nha. Càng cua thì một lát mình trộn lên á, cái nó ỉu xuống liền à. Nhưng mà lúc bóp nó nhiều quá. Tiếp theo nữa mình cho đây là bắp cải tím. Ôi nhiều quá à. Không biết là có trộn được không, hay thấy hay nhiều á. Thấy rau con thấy gà. Thấy gà luôn hả? Thấy rau không luôn. Cái thao này nhỏ quá mà cho qua cái thao này nó bự hơn, dễ trộn. Đó, bây giờ mới thấy thịt gà nè. Mẹ thấy rau không à? Nhiều rau quá. Rồi, bây giờ mày cho hết cái phần nước mắm này vô nha. Không biết là có đủ trộn không. Mình trộn đều lên. Bóp từ từ cho nó thấm nhiều quá. Có cà rốt vô với lại là bắp cải tím á, nó làm cho cái phần gỏi của mình nó lên cái màu đẹp kìa. Mà bóp cho rau càng cua nó thấm nó ịu xuống ha. Sau khi bóp cho nó ỉu rau hết rồi, bây giờ Mai sẽ cho một nửa đậu phộng vô trước nha. Một nửa chừa lại một lát mình rắc lên trên bề mặt á. Đó, trộn đều lên. Rồi, bây giờ Mai vớt ra cái mâm ha. Chăm bưng nha. Cái gì đây con? Có cái gì đây con? Trời ơi, cái phao câu nè. Để lên trên. Ngồi chung Trâm ăn. Thôi em không biết ăn đâu con. Không biết ai hả? Thích. Rớt ra ngoài luôn. Bưng cao cao lên Trâm. Ăn béo mà. Em đi một bữa ăn một bữa. Ớn rồi. Một bữa ớn rồi. Tiếp theo là Mai rắc phần còn lại đậu phộng lên nha. Ôi trời, con nhỏ quá con nhỏ phải không? Đây, xong rồi đó, bây giờ thì mời mọi người cùng ăn cháo gà, gọi gà với Mai nha. Cháo gà Mai cũng đã nấu chín rồi mọi người, gọi cũng trộn xong rồi. Bây giờ mời mọi người ăn cháo gà trộn gọi nha. Rồi, mới ăn cái nào? Cái nào?
chân gà. Nè con bối nè. Mang cái nào đây? Mang cái nào cho lên nè. Mang đùi hay là ăn chân? Đùi. Bố ngồi xuống đây đi để cho ba dễ ăn. Rồi rồi. Đây đi. Rồi, bỏ ngồi xuống. Con ăn cái gì ăn, con nói. Ăn cái gì nè? Nhìn nghĩ. Lên đi. Đây chị nghĩ. Ăn chân không? Ăn mà cũng phải suy nghĩ nữa. Nói đại đi. Nè, nè, ăn cái gì lẹ lẹ nè, nhìn lên nè. Ăn trứng. Ăn trứng không? Rồi đúng rồi, dạ mời mời ông bà. Trứng non có một cái thôi. Mời đi con. Mời. Mời mời đã. Mời bà con chú đâu. Ăn trứng. Ăn trứng. Trứng gà. Thôi ăn thôi mà mọi người ăn nha. Mời bà ăn. À, rồi rồi ăn. Đây là con trứng gà. Con có người ăn không? Mẹ ăn đi. Mẹ có muốn ăn đây. Sao ghen mà lại không chê. Cháo ngọt ha. Nấu với luộc nước gà mọi người. Nấu cháo nước ngọt. Ba nước tiếng nha nè. Trời ơi, ăn cái miệng kìa. Ăn đi, đàng hoàng. Gọi ăn vừa ăn không mẹ? Lạc không? Ngon ngon, vừa ngon. Con sợ lạc á. Chấm, chấm vào mặn á. Chấm mặn hả? Ừ, vừa. Mời mọi người ăn miếng gọi nha. Vừa ăn hả? Cái gọi này hơi cay nha, bố không ăn được nha, bố ăn thịt gà đi nha. Bố ăn thịt gà con. Mai trộn với rau càng cua nó ngon giòn ra luôn. Thì sớm là có chặt một cây chuối nữa, nhưng mà cây chuối sau khi mà bào ra nó bị đen quá không có lấy nữa. Gấp gọi ăn hai đứa nó kêu giả ẹt kìa. Ngon bớt bớt ngồi đàng hoàng hả con? Con ăn chân gà nha, con gặm chân nha. Sao vậy? Đàng hoàng đó, đó. Ngủ à. Ngủ chắc một lát đi về ngủ á. Cái này là mấy con? Hai con. Hai con. Cứ sớm 10 giờ mai xuống đây. Xong rồi lên hoay đi hái rau càng cua rồi các thứ. Rồi nấu nấu là vừa tới bà nội đi đám cưới về luôn á. Sáng nó xuống tới bối. Nó ngồi nó buồn xong nó hỏi hoài bà nội chừng nào về. Nó hỏi chừng nào về cái kêu bà nội đi ăn đám cưới rồi lát bà nội mới về. Hỏi tới hỏi lui hoài luôn á. Ngồi buồn. Quan đi. Nè tại xuống không có em nữa. Quan đùi không? Em tôi chút nữa xách trứng gà về nghe con. Về ăn nha. Gà mới đẻ hả mẹ? Đẻ ngon qua chút nữa mẹ ra lượm ra có cho anh. Nè. Chó người là cột lại đâu dám thả. Thả gà, gà đẻ nó ăn cần. Có một tô xương đó. Rồi bác bưng xuống cho nó ăn. Ủa mẹ không thiến mấy con gà này. Hả? Không thiến rồi. Không, gà ra con sẽ bán. Cái màu gà này mà thiến là đẹp lắm hả? Đúng rồi, gà vàng ươm rồi. Đánh mấy con lấy từng đắp lại. Còn mấy con thì em để tết ăn. Con bán bây giờ mới được. Giờ là mẹ bán là dừa đó. Tại vì để đến Tết thì sợ nó hơi già không ta? Ừ, Tết già. Thì mẹ ăn trộm ăn hết rồi chứ làm gì còn cái Tết. Ở đây ăn trộm nữa. Sao đó ha? Mẹ bán mẹ chừa một vài con ra làm trống. Xong rồi nhà máy mẹ chừa hai ba con ra để cho đẻ dừa. Con ăn nữa vô ngủ á. À, tính mẹ. Đi vô phòng ngủ đi con. Nó còn trứng nào nữa đâu mà ăn, còn có một cái gì nữa thôi. Có cái trứng hả? Ăn đùi nha. Không ăn trứng. Thế lại cũng kêu trứng vợ mà. Ủa, nãy mà mày thấy bốn trứng mà, bốn trứng rồi. Mà. Bể hết hả? Ủa mày rửa kỹ lắm mà, chừa lại. Thôi con đi vô đi. Con vô mới lạnh nè mấy con. Con vô nằm đi. Đây, rau càng cua nè. Đâu còn trứng đâu, ăn đùi đi. Rau càng cua ăn giòn nè, chăm không thích rau càng cua hả? Thích không? Ngon không? Trộn gọi ngon hả ha? Ăn cái mì tôm ngon. Ăn cái mì tôm mà ngon mà. Cái đầu cua này mọi người hái vô trụng với mì tôm ăn ngon lắm. Mẹ ơi, có mì trắng. Ăn cháo không? Trứng đâu mà nó đang ăn. Ăn cháo, mẹ. Hết trứng rồi. Ừ, nhưng mà hết rồi, con lì không? Một lát về nhà luộc cái trứng kia ăn nha. Bà nội cho một cục trứng luôn á.
Nó một chút về nè, lột cho con ăn nha. Hình như anh giục cái gì đây, nó bu lại hay gì? Nè, giục cái chân á. Giục lại nó bu. Bu lại một đống luôn. Con vô ngủ hả? Thịt dưới này quá trời luôn mà. Con đi vô ngủ hả? Ăn phải lấy đũa gấp lên. Con đi đi. Không phá nha. Bố vô ngủ hả bố? Đi vô mà cửa ngủ đi con. Vô nằm ngủ nha, một lát mẹ chở về nha. Rồi, giỏi quá. Đi đi. Một lát mẹ đút cho ăn. Ăn cháo đúng không? Lấy được không? Được không? Được, được rồi con, được rồi. Để em. Cái ly nãy nhậu vậy. Đúng rồi. Bối giờ nó cao mà. Giới tới rồi. Nó ngủ thôi, nó hổng mình em. Đi sáng con đi, em nó đòi đi quá trời. Cứ nói đi là nó đứng lên cái xe. Đứng lên trước xe, đứng chờ, đợi sẵn à. Bà bảo bây giờ đi đâu rồi cũng đòi theo á. Giống con rồi nó. Giờ biết đi rồi, đòi theo à. Cái đùi này chừa cho bố bối. Nóng hả anh Trang? Ngon mà, ngon mà ha. Cái chừa này chừa bố bối. Xé ra cho bố bối rồi bố mà. Bố không thích ăn thịt gà. Thịt gà là nó chỉ thích ăn trứng. Trứng trong con gà nha. Không thì ăn chân gà. Trời nắng rồi. Giờ như là hết mưa, hết mưa, không còn mưa. Tháng 10 là tháng 10 à. Tháng 11 rồi chứ. Ừ, năm 11, 11 tháng 11 rồi. Giật một xương cái nó bu rồi này. Con Sam à. Con nó chạy bay qua. Sao lại cho nó ăn đồng đoạn của nó. Đừng có cho nó ăn. Con Trâm khi sớm nó hỏi là con gà nó có ăn thịt gà không? Ăn chứ sao không ăn? Nó kêu con gà cự cự thịt của đồng bọn của nó. Mình nói chung mình thảy ra là nó ăn à, nó không biết gì đâu. Thảy ra thì nó thấy thì nó ăn thôi. Với lại mình trộn gọi vậy ngon nữa. Đám mẹ đang cưới non. Bà nội vừa mới đi ăn đám cưới về ngồi xuống ăn cháo luôn. Ăn hết nổi. Bà nội thì đi đám cưới về. Ăn hết nổi no rồi. Anh Sang thì khi nãy ở nhà ăn cơm rồi cho nên là ăn cũng không có được bao nhiêu. Còn Mai với bé Trâm thì chị sơi hết. Mọi người coi mấy con gà kìa. Thảy cái cục gì ra Trâm. Thảy miếng gì ra cho nó ăn coi. Da nè, da nè. Ê, phao câu nè. Cục phao câu có địa đâu. Thảy, thảy lên trên. Thảy lên trên. Nè. Có một thằng đàn thằng nó cho bè tay gì á. Nó giống buồn. Chạy luôn rồi. Mấy con gà nè. Thảy đồ ăn ra cái nó bu lại liền. Cái mề nè thì đại hình như hiền được cái mề đúng không? Không em á. À, ai được cái mề hiền gan em. Như là nó muối cũng hiền không có chấm qua luôn á. Ngon nè. Mặn vừa ăn luôn không chấm luôn. Đâu bạn cua này trộn gọi ngon. Mới mặn quá. Chứ nãy lỡ tay đổ nhiều. Không bỏ bột ngọt đúng không? Có. Mặn chứ à. Mày chơi cái gì mà bỏ dán bột ngọt vô. Con sao biết đường gì không? Trâm lại giờ cho gà ăn thịt gà.
trời lắm. Đúng là gà, thịt gà luôn. Chó nó biết gì đâu tỏi. Em có ăn thịt chó không được. Không được. Cử. Con chó ăn thịt chó không được hả? Ủa thì mình cho thì nó ăn thôi, mắc gì cử. Nó biết gì đâu đúng không? Mình nấu chín thì mình đưa nó ăn thôi. Xin lỗi người anh em, tôi đã ăn người anh em. Mai ăn no rồi. Cái này dĩa này để cho Trâm với Hiền chiến hết đi nha.